Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ review cho cô chú anh chị bạn một căn nhà ở hẻm 205 đường Tân Hòa Đông, phường 14 quận 6 ha. Nhưng mà bây giờ Vũ Hồng sẽ xuất phát từ cái hẻm thông từ 242 đường Bà Hôm để review cho cô chú anh chị bạn thấy cái hẻm nó thông từ 205 đường Tân Hòa Đông thông sang hẻm 242 đường Bà Hôm ha. Chú Hồng đứng đây là hẻm 242 đường Bà Hôm nha. Đằng kia là ngã tư Đặng Nguyên Cẩn với đường Bà Hôm, chợ Phú Lâm, cô mắc Phú Lâm ha. Còn đây là ngã tư đường An Dương Dương với đường Bà Hôm. Bên kia là tỉnh Lộ 10 thì gọi là ngã tư Cây Da Xà nha. Ở đây thì đường Bà Hôm ha, đường này Bà Hôm, ngay đây là 242. Chú Hồng sẽ review cái đường đi và tới nhà luôn cho cô chú bạn xem ha. Hẻm 242 Bà Hôm này nó thông 242 đường Bà Hôm này nó thông qua 205 đường Tân Hòa Đông nha. Đó, mình đi vô ha. Đây hẻm 242 nè. Hẻm này là hẻm 242 đường Tân Hòa Đông ha. Rồi mình chạy vào đó nha. Hẻm 242. Hẻm ô tô ha. Lúc trước Vũ Hồng có review căn nhà ở đây cho cô chú chị bạn xem, mà căn nhà này bán rồi nè, lái mua rồi nè. Rồi mình đi tiếp ha. Hẻm này trong đây là có cái khu trà sữa nổi tiếng luôn á, trà sữa nổi tiếng của khu Bà Hôm này luôn á. Đây nè, người ta mua nè, khu trà sữa nè ha, rất là đông luôn ha. Tối shipper vô đây lấy hàng rất là đông, người ta tới đây cũng rất là nhiều luôn. Hẻm này là hẻm thông từ đường Tân Hòa Đông ha sang nha. Ở sau lưng đây Vũ Hồng hổng cũng có quay căn trong đây và bán rồi ha, hai căn. Bây giờ Vũ Hồng sẽ chạy qua hẻm 205 ha, mình đi tới ngay chỗ này nè. Đó, tới chỗ 242 xẹt 69 này mình rẽ bên tay phải nha. Đó, ngay chỗ cái chung cư này nè, mình rẽ bên tay phải. Đó, mình rẽ phải ha. Căn nhà Vũ Hồng giới thiệu đến cô chú chị bạn nằm ở thuộc hẻm 205 nha, 205 nhưng nó từ nó tới đây mình rẽ nha. Đó, đường số 10 nối dài. Đó, đường đây bên đây là đường số 10 nối dài. Đó, tới cái quán cà phê phố này nè cô chú chị bạn, mình sẽ đi tiếp qua đây nha. Đường này đường ô tô thì 242 xẹt 86 ha, nó theo ha, hẻm này là hẻm 242 luôn. Căn nhà Vũ Hồng nói tiếp ha, căn nhà Vũ Hồng đến giới thiệu đến cô chú chị bạn là căn nhà hẻm 205 đường Tân Hòa Đông, phường 14 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà có kích thước ngang là 3m6 và chiều dài là 8m2. Nhà có kết cấu một trệt với hai lầu về hướng là hướng nam. Nhà có pháp lý là sổ hồng mua bán ký công chứng sang tên. Đó, hẻm trước nhà là hẻm bự ha, hẻm quay đầu xe được nha. Thì cái hẻm đeo hồng đang đi cho cô chú chị bạn xem là cái hẻm 205 đường Tân Hòa Đông, nó sẽ thông sang hẻm 242 đường Bà Hôm ha. À, bên tay phải mình là khu vực chợ Phú Lâm với cô mắc Phú Lâm nha cô chú anh chị bạn. À, mình đi theo cái đường này nè. À, Vũ Hồng sẽ chạy thẳng ra. À, cái hẻm này nó cũng đi ra ngoài kia đường nữa ha. Hẻm này nó ra ngoài đường tỉnh Lộ 10 cũng được luôn. Thì Vũ Hồng sẽ chạy thẳng ra tới cái đường Tân Hòa Đông, xong Vũ Hồng quay lại nha. À, đầu ngoài kia là hẻm 205 đường Tân Hòa Đông rồi đó. Nè mình vô đường này nè. Nhưng bây giờ Vũ Hồng đi ra ngoài đường để cho cô chú chị bạn xem trước nha. Đó, đầu hẻm 205 trước nha. À, Vũ Hồng tới đầu hẻm 205 rồi nè. Tới đầu hẻm 205 đường Tân Hòa Đông rồi ha. Đối diện bên kia là nhà thuốc Long Châu đó cô chú chị bạn. Rồi Vũ Hồng vẹo vô nha. Mình vẹo phải á, là về hướng chợ Phú Lâm với cô mắc Phú Lâm. Đó, mình rẽ đây thì đi về hướng ngã tư Phan Anh. Rồi đây là cái hẻm này là hẻm 205 Tân Hòa Đông ha. Đó, trường Thương Công Định ở đây nữa, hay có trường Thương Công Định đó. Rồi mình chạy vô ha, hẻm 205 đây là hẻm 205 nha. Mình chạy vô hết cái bờ tường này. Đó, hết bờ tường này, một căn nhà nè, hai căn nhà nè, ba căn là căn thứ ba là căn tạp hóa, căn thứ tư là tiệm mai, căn thứ năm ha là cũng là salon Mỹ Kiều, căn thứ sáu này nè. Rồi mình quẹo vô đối diện với cái nhà Mai Kim Anh nè, mình quẹo vô ha, quẹo vô đây.
Căn nhà Vũ Hồng giới thiệu đến cô chú chị bạn là căn nhà một trệt với hai lầu ha. Chủ nhà đang kêu bán giá là 3 tỷ mốt còn thương lượng nha. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng qua kênh Nhà Đất Sài Thành, số điện thoại là 0933 797979 ha. Vũ Hồng sẽ tới mở cửa cho cô chú chị bạn xem nha. Bên đó ủy ban dân phường 14 quận 6. Rồi bây giờ mình tới nhà rồi nè. Đó, mình chạy tới nhà rồi ha. Đây cái căn nhà này đây. À, Vũ Hồng quay sơ bộ cho cô chú chị vợ bạn xem trước nha. Ngày mai Vũ Hồng quay bên trong ha. Rồi chủ nhà đi ngày mai Vũ Hồng sẽ quay bên trong cho căn nhà ha, cho cô chú chị bạn xem nha. Căn nhà này là một trệt với hai lầu ha. Đó, một trệt với hai lầu nha. Chủ nhà kêu là 3 tỷ mốt ha. 3 tỷ mốt này hẻm trước nhà nè. Đó, hẻm trước nhà này ha. Ngày mai Vũ Hồng sẽ quay bên trong cho cô chú chị bạn xem nha. Đây nè, đó, căn nhà này nè. 3 tỷ mốt nha. Chiều ngang của nhà mình á, chiều ngang của căn nhà mình là 3m6 và chiều sâu vô á, chiều sâu vô á là 8m2 nha. Ha, chủ nhà đang kêu bán 3 tỷ mốt ha. Đối diện với căn này đang sửa mới cũng bán nè. Rồi đây ha. Rồi cô chú chị bạn hẹn cô chú chị bạn là ngày mai Vũ Hồng sẽ quay bên trong cho cô chú chị bạn xem ha. Hôm nay coi đỡ bên ngoài vậy đi nha. Đó, đây ha, nhà mình đây ha. Đó, ra hẻm ngoài nè. Đó, đối diện tạp hóa nè ha. Rồi đây ha, mai Vũ Hồng sẽ quay bên trong cho cô chú chị bạn xem nha. Giá là 3 tỷ mốt ha, 3 tỷ mốt có thương lượng nha. Đó, một trệt với hai lầu.